Lời cầu nguyện thịnh vượng. Đây là lời cầu nguyện kết nối vũ trụ thần chú thịnh vượng. Đây là thần chú kỳ diệu cho sự thịnh vượng, nghe mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ, để thanh lọc thân tâm, để biết ơn, để xin sự minh triết và các nguồn lực từ vũ trụ, và để khai mở trí huệ vô lượng năng lực, vô hạn và sự thịnh vượng cho mình. Hôm nay là một ngày phước lành, con biết ơn vũ trụ đã đạo diễn cho con có phần vai trong vở kịch của cuộc đời này. Người đã đang sắp sẵn những món quà tuyệt vời cho con. Xin từng khoảnh khắc mà con được thể hiện, được học hỏi và được thực hiện sứ mệnh để sống của mình. Những món quà tuyệt vời đang được cất giữ ở nơi trái tim của từng người mà con sẽ gặp, từng việc mà con sẽ làm. Và con chỉ cần dùng chìa khóa của tình yêu thương thân thiết, sự ngọt ngào, sự khiêm nhường, sự thông tuệ để mở ra mọi thứ. Xin hãy dẫn dắt con để con đi đến nơi con cần phải đến. Phước lành làm trí tuệ con thức tỉnh và bình an. Con còn có sức mạnh tâm linh, sự quảng đại bao dung từng người. Con tin vũ trụ đặt con vào cuộc đời này để sống một cuộc đời phi thường và vĩ đại, chia sẻ vinh quang và uy quyền cùng người. Vì con đang có 2.000 nguồn lực để thành công, xin giúp con nhận thức đam mê sự hiểu biết, nhận dạng cá nhân, bình an tâm trí, tự tin, thông tuệ, sự tự do, sự mạnh mẽ và lẽ sống trong từng phút giây. Con biết ơn và yêu thương, xin cảm ơn trí huệ vô lượng trong linh hồn tôi, tạo thành tiếng nói về hình ảnh bên trong con người tôi. Tôi sẽ vô lượng cho tâm hồn này luôn nhắc nhở tôi làm những việc cần làm, nói những việc cần nói, đi những nơi cần đi, gặp những điều cần gặp, đến những nơi cần đến, nghe những điều cần nghe, thấy những điều cần thấy, gặp những người còn gặp. Trí huệ vô lượng trong linh hồn tôi luôn hướng dẫn tôi làm điều đúng đắn và mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho bản thân tôi, để tôi thể hiện bản thân tôi thật tốt để phụng sự và cống hiến cho đời những giá trị cao đẹp cho cuộc sống này. Xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Tôi là thực thể tâm linh thuần khiết, tôi vượt lên trên cả cơ thể của chính mình. Cô giao hòa cùng với vũ trụ siêu nhiên, mỗi khoảnh khắc tôi đều có. Tôi hài hòa trôi chảy trong năng lượng của vũ trụ và biết ơn thuần khiết của sự cho đi và nhận lại vốn là quy luật của vũ trụ. Với mỗi một hơi thở, với tất cả nguồn lực từ nhỏ bé đến lớn lao đang nuôi dưỡng cơ thể này, tôi đều biết ơn với mỗi ý nghĩ, mọi quyết định hành động của mình. Tôi biết giá trị cho đi và nhận lại để được tràn đầy cho trạng thái năng lượng hoàn hảo cho đi và nhận lại được trôi chảy trong tâm hồn tôi. Lên trên cơ thể của tôi là một thực thể tâm linh. Tôi là một với tất cả tâm linh trong vũ trụ, nơi tất cả đang trôi chảy và hòa quyện vào nhau. Chúng tôi đều là một. Tôi có sẵn một kho báu thuần khiết ở bên trong tôi. Tình yêu và sự biết ơn, thịnh vượng, thành công, trí tuệ, sự tự do, bình an luôn được đong đầy ngay từ khi tôi đến với cuộc đời này. Tôi tự do khám phá thế giới vật chất bên ngoài trong trạng thái hoàn hảo, năng lượng bên trong tôi để tạo nên mọi điều mà tôi mong muốn, giúp cho vũ trụ này phát triển và tôi cũng phát triển. Tôi yêu sức mạnh thánh thiên bên trong tôi, nơi tôi có thể tĩnh lặng để trở về nguyên bản của mình, bất cứ khi nào cùng với nhân dạng. Tôi đang dẫn dắt chính mình, tôi chăm sóc cơ thể này, yêu thương cơ thể này, biết ơn cơ thể này, vì đó là vật chất hữu hình quyền năng nhất, giúp tôi hoàn thành mọi mục tiêu và sứ mệnh của mình. Yêu thương và biết ơn mỗi một ngày, tôi cam kết dành ra một vài phút để làm ba điều quan trọng cho sự lắng động của tâm thức tôi. Tôi cầu xin sự tha thứ từ khắp mọi nơi, mọi hoàn cảnh, từ những con người và tạo vật. Trong suốt bao năm qua trên hành trình cuộc đời này, tôi đã vô tình hay cố ý làm tổn thương đến họ. Tôi cầu xin sự tha thứ để được hàn gắn tất cả năng lượng gián đoạn mà tôi đã từng là một phần trong đó. Với tất cả lòng biết ơn, tôi tri ân, tôi biết ơn mọi thứ trong cuộc đời mà tôi đã có, đang có và sẽ có. Tôi biết ơn tất cả, dù cho cuộc đời có buồn vui xấu tốt thì đối với tôi tất cả đều tốt đẹp, tất cả đều là báu vật của tôi. Trên hành trình phát triển về bản thể gốc của mình, với tất cả sự yêu thương, tôi cầu nguyện cho chính mình, cho mọi người cùng mọi sinh linh và các tạo vật khác trong vũ trụ này, đều được hân hoan, bình an trong yêu thương. Lan tỏa chiếu gọi thông thái để nhận biết dấu hiệu trên hành trình trở về ngôi nhà tâm linh của mình, đến một ngày nào đó khi ai cũng tận tụy quay vào bên trong chính mình. Để ở những lập trình nổi hàn gắn chính mình, thì lúc đó là lúc thế giới này được tự động tốt đẹp, tất cả sinh linh và tạo vật đều được sống trong hòa bình và phát triển yêu thương. Thần chú thành công và thịnh vượng tôi được ban phước. Tôi hạnh phúc bình an, yêu thương an lạc, thông tuệ trong sáng và tràn đầy sức mạnh. Tôi thành công trong cuộc sống của tôi. Tôi nhìn thấy mọi việc tốt hơn cả bản chất của chúng. Không có người xấu, chỉ có người đã trở nên xấu. Không hề có thất bại, mọi thứ chỉ là phản hồi. Tôi không thể làm điều tôi không muốn. Trong cuộc đời và trên cơ thể tôi, chỉ cần một người để khiến cho mọi việc xảy ra.
mọi người đều trung thực và thành thật, tất cả đều chạy chương trình của chúng. Tôi thành công cực đại, tôi cần nỗ lực cực đại, mọi người là tấm gương của tôi là hình mẫu tuyệt vời cho tất cả mọi người, tôi khiêm tốn, tôi là một người sống đúng mực, tôi đầy cảm thông với mọi người, tôi yêu thương tất cả mọi người, tôi yêu đất nước của tôi yêu mẹ thiên nhiên, tôi cảm ơn tất cả mọi thứ trên đời này, tôi cảm ơn và cảm ơn.